Ăn hết bát này đi, không sợ chả. Xem quả đáo cái gì vậy? Ăn đi. Cái gì vậy? Cám lợn này. Sao em lại bắt anh cám lợn? Thế ngày xưa ai bắt nhát thuốc mồm tôi bắt tôi phá con hả? Xem, anh có ăn không? Xem tính toán anh quá vậy. Xem quả đáo rồi. Ăn đi. Ăn hết đi tôi trả tiền. Anh xin em đấy. Anh xin em đấy. Không xin. Em trả tiền cho anh đi giờ. Người người ta đòi anh xin em đấy. Anh không biết lấy xoay thở đâu ra. Anh xin em. Anh bỏ ra. Anh xin em. Sao anh suốt ngày anh đến làm phiền tôi vậy hả? Anh xin em trả. Anh đến chỉ vì mấy đồng tiền đấy thôi hả? Anh xin em. Bỏ ra. Anh xin em trả không. Tiền cho anh đi bây giờ. Anh không biết xoay đâu, người ta đòi anh, người ta báo anh, báo công an anh. Bỏ ra. Anh không biết xoay đâu, anh nộp cho người ta. Em giúp anh đi. Như ra anh phải bị đi tù ấy. Em giúp anh đi. Đi vào xem. Đi là chị Yến, chị Yến kìa. Hôm nay đi lên đi đâu anh? Lên mình xin chị Yến đi tiền. Hôm qua chị Trinh đánh bậy chưa kỉnh à? Em làm gì vậy? Em làm gì hỏi em gì? Liên quan. Sao anh cứ lên nói chuyện với em tí mà em lại... Anh lên đây có mục đích chứ anh lên đây nói chuyện gì tôi? Có chuyện gì? Em không thể nào ấy cho anh xin một ít một khoản được à? Khoản gì? Cho anh xin lại một ít thôi để anh chi tiêu. Bây giờ người ta đang đòi tiền anh không biết xoay sở đâu. Hôm qua thì vừa bảo là của khách xong. Sao thì hôm nay khách bảo là anh chi tiêu. Thì tiền của khách cái gì nữa. Điêu bây giờ em bảo thì em thấy anh rồi. Bị đuổi việc rồi ấy. Cũng vì em anh bị đuổi việc ấy. Vì tôi mà anh bị đuổi việc á? Thế tại sao? Cái nguyên nhân anh bị đuổi việc là sao mà anh lại bảo là tại tôi? Hả? Thì vì em mà anh bây giờ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh nên công ty đuổi việc anh. Thế tôi sao? Học hành của tôi thì sao? Công việc của tôi sao? Tôi cũng không đi làm được đâu đấy. Nhém làm đi làm cả. Làm quá lên làm vậy làm gì? Làm quá cái gì? Người ngoài người ta bức xúc chứ không phải là người nhà nhá. Húng chi là tôi. Bây giờ người ta đuổi việc anh thì anh lấy công việc đâu mà anh đi làm. Anh lấy đâu ra tiền anh thu nhập. Thế sao anh biết trước vậy? Anh đừng gây ra đi. Bây giờ em cho còn anh không nhận. Bây giờ em cho anh xin một khoản cho đi. Thì anh chi tiêu xong rồi mấy đứa anh nhận con sau. Mấy đứa anh nhận con sau. Mẹ con của mình cần nói ra được cái câu như vậy. Cái loại này mẹ làm bố thì chắc mẹ thôi. Thì mấy đứa đẻ ra nếu qua thì anh nhận. Bây giờ anh biết con anh đâu. Thế tôi nói anh không tin à? Tôi cái là tôi yêu anh như vậy mẹ tôi anh không tin tôi. Thôi vậy thôi bây giờ em trả tiền cho anh đi. Tiền đấy tiền của anh mà không phải tiền của em đâu. Bây giờ em trả tiền cho anh đi. Vậy cái thai trong bụng tôi thì sao? Lấy tiền đâu mà nuôi nó ạ? Nuôi thì mấy tháng anh đưa cho 1-2 triệu nuôi thôi. Còn tiền đấy tiền của hàng của anh. 1-2 triệu mà nuôi được con á? Tiền hàng của anh bây giờ anh phải đi nộp cho người ta. Giờ anh lấy đâu ra anh nộp. Bây giờ trả cho anh đi. Không trả. Đâu, xem quá đáng vậy em. Thôi em xin em trả cho anh đi. Bỏ ra. Anh xin em đi. Bỏ ra đi, đi về đi. Anh xin em đi. Muốn trả đúng không? Muốn trả đâu, đứng đây. Muốn trả đúng không? Muốn trả lắm đúng không? Đợi tôi một tí. Này, ăn hết bát này đi. Không sợ trả. Xem quả đáo cái gì vậy? Ăn đi. Cái gì vậy? Cám lợn này. Sao em lại bắt anh cám lợn? Thế ngày xưa ai bắt nhát thuốc mồm tôi bắt tôi phá con hả? Xem, anh có ăn không? Xem tính toán anh quá vậy. Xem quả đáo rồi. Ăn đi. Ăn hết đi tôi trả tiền. Em có giả không? Không giả. Anh ăn hết em giả không? Ăn hết em giả. Em giả hết em không giữ đồng nào luôn. Ăn đi. Như tôi là nước mù. Anh không ăn được. Này, uống đi. Sao không ăn được? Xem bắt anh quá đáng rồi. Thế ai hại tôi trước? Ai quá đáng với tôi trước? Hả? Như vậy đã là gì? Anh gây ra một cái sinh linh trong bụng người. Anh bảo như vậy đã là gì? Thế anh muốn xem bắt anh ăn cắm lợn. Em thử ăn đi xem ăn được không. Em bắt anh ăn cắm lợn rồi. Em thử ăn đi. Thế anh mang bầu cho tôi đi. Em thử ăn đi xem ăn được không. Em bắt anh ăn cắm lợn. Xem quả đáng rồi anh nhìn em nói luôn này nhá. Này tôi là người nhìn anh nhá. Anh có phải không tôi gọi anh gờ ra từ bây giờ. Bây giờ gọi điện anh về nhá. Em trả tiền cho anh đi anh về. Không trả. Anh như vậy là quá ít đối với tôi ý. Anh còn phải đưa thêm ý. Có loại bố đẻo như anh nhá. Tôi mới nữa tôi trả tiền lấy tiền mồ hôi xương máu của anh như vậy tiền em đâu. Em cướp trắng trợn như vậy. Vậy đòi con gái của tôi. Anh hại đòi con gái của tôi thì sao hả?
Anh xin em đấy. Anh xin em đấy. Không xin. Em trả tiền cho anh đi bây giờ. Người ta đòi anh thì anh xin em đấy. Anh không biết lấy sao thở đâu ra. Anh xin em. Anh bỏ ra. Anh xin em. Sao anh suốt ngày anh đến làm phiền tôi vậy hả? Anh xin em trả. Anh đến chỉ vì mấy đồng tiền đấy thôi hả? Anh xin em. Bỏ ra. Anh xin em trả tiền cho anh đi bây giờ. Anh không biết xoay đâu, người ta đòi anh, người ta báo anh, báo công an anh. Bỏ ra. Anh không biết xoay đâu, anh nộp cho người ta. Em giúp anh đi. Anh phải bị y tù ấy. Em giúp anh đi. Anh xin em. Tôi có chưa kiện anh bỏ ra đi. Cút về. Anh xin em đấy. Cút về, đi về đi. Không có tôi gọi anh cậu về nhá. Đừng để anh cậu anh chồng về lại có chuyện này, đi về. Bây giờ người ta đòi anh không biết tìm đâu ra. Anh tự đi mà gọi bố mẹ anh đây, tôi giả. Gọi bố mẹ anh ở đây nói chuyện tôi giả. Bố mẹ anh đi làm xa không có nhà. Vậy anh vay anh em nhà anh thiếu gì người? Anh em nhà anh làm gì có ai cho vay anh nhiều tiền như vậy. Vậy tôi thì sao, tôi ở nơi đất khách quê người này có ai giúp đỡ tôi không? Hả? Tôi bụng mang dạ chửa này ai giúp đỡ tôi không? Tôi lấy tiền đâu mà nuôi con hả? Em đưa danh một tạm ít cũng được. Anh biết tôi phải nói bố mẹ tôi như nào không? Khi mà tôi chửa qua hả? Bố nói không nhận con. Em đưa tạm danh một ít cũng được. Anh ác cũng vừa thôi. Đưa tạm danh mấy đồng cũng được. Bây giờ anh lấy tiền ra anh đưa cho người ta. Lúc tôi ngén ngẩm tôi thử thân thì ai biết không? Hả? Đi về. Đừng cứ giả bộ kiểu đáng thương ở đây nha. Tôi là người đáng thương, anh cút về đi. Tôi không giả đâu. Giả danh một ít thôi cũng được. Anh xin em đây. Cút về. Đi về. Đừng ấy thì mình bỏ ra. Mẹ, anh muốn làm ngã tôi này. Về. Xem quá đáng rồi. Anh muốn làm tiền đấy, tiền của anh mà về tiền của em đâu. Đi về đi. Anh muốn làm người quá đáng rồi. Bỏ ra. Đi về. Muốn có tiền thì gọi bố mẹ anh đây nói chuyện. Chứ anh đừng đòi tiền tôi không kiện anh là tốt lắm rồi đấy. Đừng để đến lúc tôi phải kiện anh nhá. Anh đi về em đi. Em kiện anh bây giờ em lại có bằng chứng gì em kiện anh. Anh cứ đi về đi, tôi có cách để kiện, anh về đi. Anh không phải đứng đây giằng nhau giằng khổ nữa. Bây giờ anh không biết kiếm tiền đâu ra, anh không biết xoay sở đâu ra. Anh xin em, anh cầu xin em. Lúc có xoay được tiền để phá quan, anh bỏ quan thì sao? Tiền lấy tiền hàng. Lại đi. Tiền lấy tiền hàng của anh. Tiền hàng cái gì, bây giờ mà bỏ được con rồi ra anh hí hưởng lắm đấy. Không biết lấy tiền đâu ra, anh nộp vào cho người ta. Bây giờ anh người ta xin anh. Anh không quan tâm, tôi không quan tâm, anh về đi. Con anh không quan tâm, anh đến đây anh giằng nghèo khổ thì cút về. Về. Đi Yến, em nghĩ tình cảm của anh với em trước đây đi. Vậy sao lúc tôi quỳ xin anh không nghĩ hả? Anh gần cố muốn bỏ qua, anh muốn giết con. Anh con phải còn con người không? Về. Đi cho. Đừng để tôi gọi điện cho anh cường về nhá. Cút về đây. Cút. Yến. Đừng Yến. Phải đi về. Đi về. Đừng đổ tôi vì đổi nhà anh ra nhà tôi nha, đi về. Đi về. Em để suy nghĩ được không? Không. Cho anh một cơ hội đi, em trả cho anh đi. Anh về, để anh về. Bây giờ anh về, đừng gọi. Về. Bây giờ anh về, đừng gọi. Đi về. Thì đừng, em đừng gọi. Đừng gọi. Thì anh đi về đi. Anh xin em đừng gọi nhá. Đừng gọi. Lúc tôi thực hiện này. Đừng gọi nhá. Anh cút về đi. Anh về, để anh về. Này. Bây giờ anh về, đừng gọi. Đi về.